Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhật ký đường đua. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, hôm nay các tay đua sẽ bước vào một chặng đua truyền thống mỗi khi thực hiện hành trình xuyên Việt của cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là chặng đua vòng quanh các cây cầu của thành phố Huế. Trên khung cảnh lãng mạn của cố đô và tình cảm nồng hậu của người dân xứ Huế sẽ là hành trang để cho các tay đua bước vào chặng đua ngày hôm nay với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Đúng là như vậy, và bên cạnh đó thì Tú Văn cũng được biết là các tay đua còn có những vật dụng hành trang không thể thiếu như những người bạn đồng hành trong mỗi chặng đua. Vậy đó là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nha. Có thể nói với bạn cảm thấy quý vị khán giả thân mến, hình ảnh một cuộc hội thoại đơn giản nhưng trở nên vô cùng phức tạp, nhưng cũng đồng thời rất thú vị giữa Tú Văn và Igor cũng như Konstantin, hai vận động viên người Nga chỉ giao tiếp được bằng tiếng Nga, và với họ thì chiếc app phiên dịch từ tiếng Việt sang Nga cũng như từ tiếng Nga sang Việt chính là người bạn đồng hành không thể thiếu tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Không nói được tiếng Việt, bạn có cảm thấy khó khăn không? Thú thật cũng có chút khó khăn khi bất đồng ngôn ngữ. Do đó mà tôi luôn sử dụng app phiên dịch hay chiếc máy phiên dịch để giao tiếp với mọi người. Nó như cầu nối kết nối tôi với mọi người. Thật tuyệt khi nhận được sự hỗ trợ của các bạn. Tôi yêu quý mọi người. Dù phải giao tiếp chậm hơn một chút qua phần mềm phiên dịch, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một điều thú vị. Mọi người rất nhiệt tình và thân thiện. Tôi không cảm thấy có rào cản nào cả. Không giống với món đồ mang lại sự tiện lợi của các vận động viên nước ngoài, trên đường đua của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh còn ghi nhận nhiều anh chồng, người yêu quốc dân có các vật dụng đồng hành mang giá trị tinh thần rất riêng. Bạn gái em là vận động viên của tuyển Biwa xe nữ Bình Dương. Em dán tên lên xe nón để khi mà mệt thì mình nhìn thấy cái tên mình sẽ cảm thấy là khỏe lại được chút. Dương ơi, anh sẽ thi đấu hết mình, cống hiến hết mình. Thường thì trước khi đi thi đấu thì Tùng hay xem hình ảnh vợ và con làm cái động lực để mình tập trung thi đấu tốt hơn. Ở nhà thì vợ cũng luôn theo dõi và ủng hộ, và ngược lại thì mình cũng động viên và mình cũng bù đắp lại những ngày mà mình đi tập huấn, đi thi đấu rất là dài. Hai mẹ con ở nhà yên tâm ba sẽ thi đấu tuyệt đối an toàn và cũng như thể hiện hết mình. Ba yêu hai mẹ con rất nhiều. Trong khi đó, các tay đua tốt tốt là ngôi sao mạng xã hội thì trên tay lại luôn kè kè một vật dụng khác, chiếc máy quay. Mình ghi lại những cái cảnh quay đó để mình giữ, thứ nhất là giữ làm kỷ niệm, thứ hai là để mình đăng lên cho khán giả mọi người biết thêm về những lúc anh em sinh hoạt, thứ hai là để cho khán giả họ xem và ủng hộ. Đó là một điều rất là vui. Tôi là Sơn ơi. Em này nào tươi quá à. Nhờ có Google và những lúc em rút đích nên mình có ý tưởng là làm YouTube, và mình đã có những ý tưởng khác nữa là chia sẻ niềm đam mê xe đạp. Mục đích của mình là muốn tất cả mọi người hãy tham gia vận động thể thao, cũng như là mọi người biết đến bộ môn xe đạp nhiều hơn. Thói quen hàng ngày thì các bạn luôn chờ mình vào mỗi khung giờ 7 giờ tối. Mấy bữa nay chưa có một lần nào lên bục cao nhất. Mình nghĩ thì mình sẽ lên bục cao nhất, thì tới lúc đó thì sẽ có lượng người xem nhiều hơn. Lữ Nguyệt Minh đặt mục tiêu cho vị trí cao nhất trên bục nhận thưởng, bởi tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh New Group đang khao khát có được chiến thắng chặng đầu tiên ở cúp truyền hình năm nay. Và nhất là mối lương duyên giữa đội xe đạp thành phố mang tên Bác với vòng đua quanh dòng sông Hương cố đô, nên thầy trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt đã 6 lần giành chiến thắng. Nhưng nhìn vào diễn biến sau xuất phát, chắc chắn tay đua mang số đèn 11 và các đồng đội phải nỗ lực hơn 200% khả năng để có thể duy trì được thành tích đó. Năm nay, vòng đua tại Huế có những nét mới về lộ trình khi đi qua hai cây cầu Phú Xuân và Giả Viên thay vì cầu Trường Tiền. Cự ly của một vòng đua cũng dài hơn với 4,5 km. Do đó, ekip đang giữ hai áo vàng và áo xanh, tập đoàn Lộc Trời An Giang đã ráp đội hình cầm nhịp đoàn đông từ sớm với mục tiêu bảo toàn sức lực sau khi các học trò của huấn luyện viên Lê Thành Liêm đã liên tục làm việc căng thẳng trong những chặng đua vừa qua. So với việc phải bùng sức đeo bắt các đối thủ trực tiếp trong thế trận mở, thì canh tầm các tay đua không là ứng viên trong một thế trận được kiểm soát sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
đội Lộc Trời An Giang đã sẵn sàng thả cho cái top nhỏ nó đi để về đích luôn. Khi các đoàn ở cái top đầu tiên về đích thì đội sẽ kéo và bắt ở ngay sau đó, sẽ không để giãn thời gian quá khoảng 20 giây để vừa bảo vệ áo vàng của Hoàng Văn Cường cũng như là bằng số điểm áo xanh để không cho các vận viên nước rút khác để gỡ số điểm đó. 25 giây, đó là khoảng cách lớn nhất mà tập thể An Giang cho phép các tay đua không nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu có thể thoát đi kể từ khi xuất phát. Trong nỗ lực kiểm soát tuyệt đối mọi diễn biến trên đường đua, mọi thứ thậm chí đã diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho đội đua áo xanh khi Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7 và Lương Văn Sinh của Hà Nội thay họ phá hai điểm thưởng, chứ không phải là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp áo xanh. Tất cả sự chú ý dồn về vòng đua cuối, nơi nếu thầy trò huấn luyện viên Lê Thành Liêm tạo được thế bọc xích tốt, bộ đôi Quảng Văn Cường và Nguyễn Tấn Hoài có cơ hội cải thiện điểm trước Trần Tuấn Kiệt, được Loic Desviac hỗ trợ đi nước lớn. Kính thưa quý vị, từ vị trí mà Thanh Hiệp đang đứng, đoạn cua cuối cho đến đích đến là đoạn đường dài hơn 800m. Một khoảng cách lý tưởng để cho các đội có thể xếp đội hình tung nước rút như trong những chặng đường trường. Trong thế trận mà các tay đua của An Giang đang muốn kiểm soát tuyệt đối như vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu họ có thể có được một vị trí thuận lợi để có được chiến thắng chặng ngày hôm nay hay không. Nhưng không phải ba cái tên đó mà Lê Nguyệt Minh mới là người cán đích đầu tiên với khoảng cách xích sao trước Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Tấn Hoài. Đó cũng là chiến thắng chặng thứ 7 dành cho đội xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh ở chặng đua Thành phố Huế. Quá là một chặng đua phải có thể nói là rất có duyên với đội Thành phố Hồ Chí Minh. Thì vì lý do đó nên trước khi chặng đua xuất phát thì tâm lý của mình rất thoải mái. Mình đã chạy với 200% sức, là 100% sức của mình và 100% sức của người dân ở Huế đã ra cổ vũ cho đoàn đua. Mình xin cảm ơn người dân ở đây, họ rất là cổ vũ, rất là nồng nhiệt và nhiệt tình. Chiến thắng đầu tiên ở cúp truyền hình năm nay của Lê Nguyệt Minh và đội Thành phố Hồ Chí Minh càng thêm ý nghĩa, nhất là trong tình thế hai ekip An Giang và Đồng Tháp luôn áp đảo trong đoạn nước rút những chặng vừa qua. Bởi mới thấy bên cạnh tính thiên biến vạn hóa của chiến thuật tạo nên những diễn biến đa dạng và kịch tính tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đôi khi cũng có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đội xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh và vòng đua Thành phố Huế gặp lại nhau trong hân hoan niềm vui chiến thắng. Vào ngày mai sẽ là lúc chúng ta kiểm chứng sức mạnh của các tay đua, đặc biệt là các nhân tố mới của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2022, khi các tay đua sẽ bước vào chặng 12 từ Huế đi Đà Nẵng, vượt qua ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và đệ nhất hùng quan đèo Hải Vân. Và đến đây thì chương trình Nhật ký đường đua cúp truyền hình 2022 cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.